là gia đình thì là nghe như này là rất là ổn rồi. Quá ổn đấy, có chất âm thanh thì rất là tuyệt vời. Vậy em tin rằng là sắp tới thì khả năng em trai em sẽ lấy một bộ nữa. Ok. Đấy, hứa anh như thế đấy. Kẻ bạn bán anh dưới đấy gì? Đấy, em trai em hôm nào mới ví dụ em đến qua lấy, một hôm nào xuống thì anh nhìn nhà choáng ngợp hơn nhiều. Sau đây là xin gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc theo thức vì em. Anh đã về rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hay chờ còn gì đẹp bằng lúc ta dù vậy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Vì lời ra từ lúc anh ra về rằng mãi đây anh lại đến, ước nguyện tròn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi nghĩ gì mà đau chờ còn gì đẹp bằng lúc ta xuống vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Cho từng mic ấy, nó to đấy, đấy nhẹ đấy, nhẹ nó rất nhẹ mà nó hay lên. Em ơi nhớ thương thương nhớ gia đình, làm sao quên được
phút giây êm đềm. Chuẩn rồi đấy. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình nghe nói là đời quên hết sầu lo. Phù hợp cho cái phòng này à. Nhưng mà đúng nay là chọn cái bộ đồng bộ của mình là bass 40 trầm cũng 40 mà nghe thật sự là rất là hay nhỉ. Về với mặt là gia đình thì là nghe như này là rất là ổn rồi. Quá ổn đấy, có chất âm thanh thì rất là tuyệt vời à. Cảm ơn anh em Di Cam lần nữa à. Thì chung chung là thì về âm thanh thì là rất ok à. Vậy em tin rằng là sắp tới thì khả năng em trai em sẽ lấy bộ nữa. Ok đấy, hứa là như thế đấy, đấy. Bạn bán anh rồi đấy gì đấy em trai em hôm nào mới ví dụ em đến con lấy mà hôm nào xuống thì anh nhìn nhà choáng ngợp hơn nhiều đấy chứ không như thế này đẳng đấy, cấp hôm nào xuống anh sẽ hiểu nhá. Đúng là quá đấy, đẳng cấp anh nhá mà. Đấy thì là cảm ơn anh em đội ngũ bên JK Audio Ôm Thanh Số à. Một lần nữa chúc tất cả anh em luôn mạnh khỏe à. Và có nhiều sản phẩm đến tay được người tiêu dùng hơn nữa à. Cảm ơn anh ơi. Cảm ơn anh trai rất là nhiều à. Vâng thưa các bác và anh em JK chúng em phối ghép bộ dàn à, phải nói là phòng này là phòng karaoke và đánh cái cấu hình combo loa C12 Pro bản full này là hàng rất khủng luôn. Đi cho anh là đủ bộ, đồng bộ của hãng luôn, gồm có súp này, đẩy lên vang X23, MX321. Đấy và không gian này thì quá ổn rồi. Anh trai vừa hát xong. Anh em lại quên tên rồi nhỉ? Anh em tên là Duẩn ạ. Duẩn đấy, anh à. Duẩn, cứ mang máng là anh Duẩn đấy. Anh ơi Duẩn sinh năm 95 ở Thuận Thành Bắc Ninh. Vâng nhỉ. Thôn Thanh Giàn.
Thanh Giang, Đào Viên, Đào Quế, Võ, Quế Võ Bắc Ninh. Quế Võ Bắc Ninh nhỉ, đúng rồi, Quế Võ Bắc Ninh rất là ok nhá. À, anh trẻ tuổi mà thành công quá. Okay. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi hành trình lắp đặt hai bộ dàn cho anh Duẩn ở Bắc Ninh này. Và chúng em sẽ khép lại video đây để di chuyển xuống dưới Quảng Ninh để bàn giao thêm một bộ dàn nữa. À, cảm ơn các anh em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh em ạ.